nói về ấn tượng chắc có lẽ là chị Trương Quân Ninh. Bên cạnh công việc thì chỉ là một người ấm áp là chỉ quan tâm tới những người xung quanh. Chị Trương Quân Ninh chỉ có gửi tặng cho anh cái bộ dưỡng da, tại chị biết mình là không có giỏi về mấy cái vụ mà skin care này rồi. Wow, cũng hơi bất ngờ, mặc dù số lượng nó không nhiều. Anh tới cái nơi đó thì cũng có một vài khán giả họ đứng đó đợi, họ in hình của mình ra và họ xin chữ ký. Mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ, làm sao mà mọi người biết mình, mặc dù là phim chưa truyền thông. Ở thời điểm này thì là Phát đang vừa, Phát vừa mới trở về. Bật mí một điều đó là tới thời điểm này thì phim vẫn chưa ghi hình xong. Có nghĩa là Phát về đây được một thời gian ngắn và sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại Đài Loan để hoàn thành xong cái phần cuối của phim. Trong phim này thì có chị Trương Quân Ninh, thứ hai là anh Dương Nhất Triển, thứ ba là hai bạn An Chữ với cả là bạn Sa Thận Hủng. Nhưng mà nhiều nhất thì chắc có lẽ là chị Trương Quân Ninh đó, tại vì vai của chị là một bác sĩ người Đài Loan, Phát là bác sĩ người Việt. Đây là cặp nam chính nữ chính của phim. Thì nếu mà nói về ấn tượng chắc có lẽ là chị Trương Quân Ninh. Về nhan sắc thì ai nhìn cũng có thể thấy, đúng không? Mặc dù chỉ lớn tuổi hơn mình nhưng mà nhìn chỉ có vẻ còn trẻ trung hơn cả mình. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với chị, ngoài cái hai cái yếu tố đó ra thì Phát thấy chị lại là một cái người cực kỳ là chuyên nghiệp, thứ nhất trong công việc. Và thứ hai, bên cạnh công việc thì chị lại là một người ấm áp, chị quan tâm tới những người xung quanh. Cái đợt mà anh đi quay về, anh quay ở ngoài đảo về hình như là bị cháy nắng luôn. Chị Trương Quân Ninh chỉ có gửi tặng cho anh cái bộ dưỡng da, tại chị biết mình là không có giỏi về mấy cái vụ mà skin care này rồi, thì cho nên mình thấy là chị rất là quan tâm tới những người khác trong đoàn. Ví dụ như có những cái cảnh mà quay ở ngoài trời nắng là ngày hôm sau chị chuẩn bị nón cho tất cả các thành viên trong đoàn phim, từ anh ánh sáng cho tới chị phục trang. Tại vì đánh giá về nền điện ảnh của nước nhà và nước Đài Loan thì anh thấy nó hơi lớn so với anh. Tại vì thứ nhất, ở Việt Nam thì anh chưa đóng nhiều phim. Để mà bây giờ đánh giá một cái nền điện ảnh của nước nhà chỉ thông qua vài bộ phim thôi thì nó bị phiến diện. Anh thấy là cái sự chung quy nó vẫn giống nhau là tại vì chúng ta chung một cái ngành công nghiệp phim ảnh, và cái khác nhau đó có thể là nó tùy thuộc vào cái người đạo diễn của đoàn phim đó. Những người đạo diễn có những phong cách khác nhau thì có thể là họ sẽ có cách làm việc khác nhau với diễn viên. Ở Việt Nam mình thôi, giữa hai đoàn phim với hai kinh phí khác nhau, với hai cái mindset làm việc khác nhau của những người đứng đầu thì nó cũng có những cái phong cách làm việc khác nhau rồi. Khi mà anh làm việc trong đoàn phim này, anh thấy các bạn làm việc rất là tỉ mỉ, chi tiết là thứ nhất. Thứ hai nữa là họ đảm bảo về cái thời gian, thì họ đảm bảo là không ai đến trễ, không ai đến sớm. Anh không có nhiều cơ hội đâu cho phải làm được chọn. Có nghĩa là anh phải cố gắng thường ngày để làm gì đấy, phải cố gắng trau dồi năng lực của mình, nâng cao cái giá trị của mình, để những cái đoàn phim cảm thấy là anh có thể phù hợp casting anh. Cho nên cái câu chuyện này không phải là anh chọn xuất hiện ở đâu, mà là anh đang muốn tìm kiếm cơ hội để mà anh phù hợp được những cái kịch bản ở đây. Anh có biết, nhưng mà đúng là cái thời điểm lúc đó thì anh cũng đang cái thời điểm bên kia là anh chạy là cũng tối mặt thôi mày. Cái quan điểm mà chưa có nhiều cơ hội Việt Nam thì anh nghĩ là nó cũng chưa có đúng lắm. Tại vì thực tế là ở thị trường Việt Nam mình cũng có rất là nhiều chương trình hay, có nhiều bộ phim hay, cái dự án quốc tế mà nó có diễn viên hoặc là nghệ sĩ người Việt Nam được tham gia, thì anh thấy mình nên suy nghĩ theo một cái hướng tích cực, đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Những cái dự án phim ảnh của nước ngoài để ý tới những nghệ sĩ người Việt Nam. Anh không biết là họ đón nhận mình như thế nào khi mà cái bộ phim này chỉ mới công bố về cái dàn nhân vật chính của phim thôi. Anh tới cái nơi đó thì cũng có một vài khán giả họ đứng đó đợi, họ in hình của mình ra và họ xin chữ ký. Mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ, làm sao mà mọi người biết mình, mặc dù là phim chưa truyền thông. Wow, cũng hơi bất ngờ, mặc dù số lượng nó không nhiều, nhưng mà đó là cũng là một cái niềm an ủi, một cái niềm, một tín hiệu đáng mừng dành cho một nghệ sĩ ở nước Việt Nam đi ra nước bạn rồi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.